Nếu ai có vấn đề gì thì báo luôn nhá. Đã hiển thị được cái đống này chưa? Rồi thầy ạ. Rồi gì? Thì tôi nhắc lại cái nội dung buổi trước một chút nhá. Đầu tiên này, thì chúng ta có cái tạo ra cái component là hero. Tạo ra component là hero này. Được chưa? Sau đó chúng ta có cái dự chuẩn bị một cái mảng dữ liệu. Đây, chúng ta chuẩn bị một cái mảng dữ liệu là biến heroes bằng một mảng. Được chưa? Bằng một mảng đây. Trong này nó có là các cái object. Dạ. À, cái con chuột của chị nhà xe thì nó không, nó chả xuất hiện, không có cách nào cho nhận xuất hiện đâu. Như nào? Đây, sang đây. Các bạn chờ tôi mấy giây nhé, tôi xem đi nha. Alo. Tôi hỏi một chút nhé, các bạn có nhìn thấy con chỏ chuột của tôi Có ạ, có thấy không? con Đây. chuột ạ. Thế sao bên kia họ lại kêu họ không thấy con chuột nhỉ? Chắc là do trình duyệt rồi. Rồi ok, thôi kệ họ đi. Chúng ta đang tạo ra một cái mảng gồm các cái thông tin của các siêu anh hùng, cả DC lẫn Marvel ở trong này. Được chưa? Sau đấy là chúng ta sẽ tiến hành là hiển thị cái đống thông tin này ra ngoài cái màn hình kia, thì cái file cùng component này nhưng mà có đuôi là .html nó sẽ đảm nhiệm cái việc là hiển thị dữ liệu này cho chúng ta. Được chưa? Thì chúng ta mở cái cấu trúc thư mục ra thì chúng ta sẽ thấy là nó có cái hero component.html. Được chưa? Thì lưu ý cho chúng ta lại một lần nữa cái việc là hiển thị giá trị của một biến thì chúng ta sử dụng cặp dấu này. Dạ, cái này nó nếu mà bạn nào học quên, các bạn không học về xin lỗi các bạn. Đây đây là ký tự là hiển thị giá trị của một biến này. Tất nhiên là giá trị của cái biến đấy nó phải là dạng là số hoặc là dạng chuỗi. Được chưa? Là số hoặc là chuỗi thì nó sẽ hiển thị ra. Nhưng mà nếu dữ liệu của chúng ta nó là dạng đối tượng là object ấy, thì nó sẽ ra object, nó sẽ ra mỗi cái chữ là object thôi, nó chẳng ra cái đấy gì cả. Được chưa? Cái này lưu ý giúp tôi nhá. Tiếp theo
chúng ta khi mà thực hiện cái việc là gán giá trị cho một thuộc tính, ví dụ như thuộc tính href này, ví dụ như thuộc tính href, thuộc tính src, thì chúng ta cần phải viết như thế này, như này là cặp giống ngoặc vuông các em nhé, vuông vuông là href này, rồi ngoặc vuông là src này, được chưa? Cái này các em lưu ý nhá. Tiếp theo nữa là để thực hiện một hành động, một cái action là một cái sự kiện, một cái event cho một cái thẻ, thì chúng ta đóng một ngoặc như này, được chưa? Và sự kiện ở trong này. Đấy, thì cú pháp của chúng ta ví dụ như on click hay là on mouse over chẳng hạn, thì chúng ta để đây là bỏ chữ on đi, chúng ta sẽ có mouse over, hay là click bỏ chữ on đi nhá, thế là xong, được chưa? Và tất nhiên khi mà gọi đến các cái này thì chúng ta sẽ được học sau, là khi mà bấm vào đây thì nó sẽ chạy ở trong cái hàm, một cái hàm viết ở trong component, tại component kia, được chưa các em ơi? Ba cái này có ai thắc mắc gì không? Đâu hết rồi? Không ạ. Rồi ok, khá dễ đúng không? Tiếp theo chúng ta có một cái phần là để thực hiện vòng lặp. Thực hiện một vòng lặp thì chúng ta có cái dấu là sao ng4. Sao ng4. Đây, sao ng4 này chúng ta viết ở cái thẻ nào chúng ta muốn lặp nó nhé. Thì chúng ta dùng là sao ng4. Và for này thường thường người ta sẽ là bằng let. Let một cái tên biến, ví dụ như là item of một cái array, một cái array, ví dụ biến hero của chúng ta, như lúc nãy tôi định nghĩa ra nó là một cái mảng, thì cái array ở đây và các phần tử phía trong của chúng ta thì sẽ sử dụng cái thông số của thằng item này, được chưa? Tiếp theo là thực hiện câu lệnh điều kiện, thì chúng ta có sao ng if, ng if, ng if như này, được chưa? Bằng cái điều kiện xảy ra đây. Đấy là một vài cái trong buổi hôm trước chúng ta cần phải lưu ý, được chưa? Ok chưa các em ơi? Được rồi ạ. Rồi thì hôm trước chúng ta đang có một cái danh sách của cái mảng hero đúng không, cái mảng hero của chúng ta. Dạ, thì ở đây tôi muốn hiển thị ra các cái thẻ li, thì tôi sẽ là li này sao ng4 let h of heroes, và ở trong này tôi sẽ hiển thị giá trị của thuộc tính src bằng h.img, tiếp theo là h.name, dạ h.name, sau đó là span, dựa vào span của cái dựa vào cái ng if và gender của cái hero đó chúng ta sẽ biết họ là nam hay là nữ, được chưa? Tạm thời tôi chưa động đến cái này nhé, bỏ qua này đi. Được. Tiếp theo hôm nay chúng ta sẽ thêm một phần nữa là chúng ta sẽ tìm một cách nào đó để thêm được một cái hero vào trong cái mảng của mình, hoặc là xóa cái hero đấy khỏi cái mảng kia. Được. Thì ở đây chúng ta sẽ phải sử dụng đến một cái thứ người ta gọi là sự kiện, nó chính là cái phần này, phần sự kiện này. Được. Thì ở đây chúng ta sẽ có thử như sau. Tôi sẽ viết một cái bên button, một cái thẻ button có class là btn cách btn trừ sm cách btn trừ danger đi. Đấy, đây là nút xóa. Dạ, nút xóa cách nó ra một chút. Ở đây tôi sẽ viết là và nbsp chấm phẩy để nó có dấu cách ra một tí, được chưa? Đây, màn hình của chúng ta ngay bên cạnh. Để giờ các em thêm giúp tôi cái button này vào đi. Thêm giúp tôi cái button vào để cho chúng ta có cái nút để chúng ta tương tác. Được chưa? Thêm cái nút vào chưa? Được chưa các bạn ơi? Dầu hết rồi.
Rồi thế. Bật cam đấy nhá, các thánh nhá, các thanh niên nhá, bật cam lên giúp tôi. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ tạo ra cho cái button này một cái sự kiện, là sự kiện nhận cái nút bấm vào. Được chưa? Đây chúng ta sẽ có là đóng mở ngoặc tròn này, click click bằng bằng cái tên, một tên hàm do chúng ta viết ở trong cái file hero component này. Đây là hàm remove hero chẳng hạn, và chúng ta truyền một tham số. Tham số này chính là cái h, h chính là cái phần tử mà chúng ta đã bấm vào để xóa đấy. Được chưa? Được chưa các thanh niên? Ừ. Rồi đây. Rồi ok. Thì bây giờ ở trong cái file hero-component.ts, đây file này này, thì chúng ta sẽ tiến hành tạo ra một cái hàm nữa. Ở trong đây chúng ta có là remove hero, và đây chúng ta viết là hero. Dạ, và chúng ta tiến hành console.log ra cái thông tin hero này để xem chúng ta xem thông tin của nó là cái gì. Dạ. Được chưa các bạn ơi? Giờ mình test nhé. Đây, chúng ta bật F12 lên, ta vào cái tab console này này. Vào tab console trên màn hình này. Chúng ta thử bấm nút xóa này. Chúng ta sẽ thấy ID bằng 3, ID bằng 3 này, name bằng Loki, nhận gender 1. Được chưa? Thì đây nó là cái thông tin mà cái hero mà chúng ta vừa mới bấm vào. Đây. Đúng chưa? Đó, chúng ta vừa mới bấm vào đấy. Được chưa bạn? Có ra không, có hiển thị không? Rồi Rồi. ok. Bây giờ chúng ta thực hiện cái việc là đã có thông tin hero rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện loại bỏ phần tử vừa mới gửi lên khỏi cái mảng hero. Dạ. Thì chúng ta thực hiện như này. Chúng ta sẽ có như sau: this.hero bằng this.hero sc .filter. Filter. Có biết cái hàm filter không nhỉ? Bạn có biết cái hàm filter không? Chưa học à? Không ạ. Không à? Ok, thế vậy thì tôi sẽ phải demo riêng một chút nhá. Đây chúng ta chịu khó theo dõi này. Ví dụ như sau, tôi có var arr bằng 1,5,7,9,2,6. Ví dụ như này. Đây là tôi có một cái mảng arr là các số, tóm lại là các số đúng không ạ? Bây giờ tôi muốn lọc ra khỏi cái mảng này những cái phần tử nó là số lẻ. Dạ, tôi chỉ muốn lấy những cái số lẻ thôi, chứ tôi không 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 muốn lấy số chẵn. Dạ, thì tôi có thể làm như nào? Tôi thực hiện var arr2 bằng arr1.filter, và trong cái filter này là một cái function nhận hai tham số. Tham số đầu tiên là value, tham số thứ hai là index. Dạ, value là cái phần tử đang được xét, còn index nó là cái index, nó là cái số thứ tự index của cái phần tử đang được xét đó. Ví dụ vòng đầu tiên nó sẽ chạy đến thằng 1, vòng thứ hai sẽ chạy đến thằng 5. Đấy là, và cứ thế đến cuối của cái, thì các cái giá trị này nó sẽ được gắn cho cái biến van này. Còn số thứ tự của chúng ta là 0 1 2 3 4 5, được chưa? Thì nó sẽ gắn cho cái biến index ở đây. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ có tiến hành là return return van chấm à van phần trăm cho hai bằng à, khác khác không dạng return van phần trăm cho hai khác không dạng như này, và chúng ta tiến hành là arr2 hiển thị nó ra. Thì các bạn thấy cái arr2 và cái arr1 ở đây này, nhìn thấy không? Có phải là arr2 nó lọc ra toàn các phần tử
mà thỏa mãn cái điều kiện được return ở đây không? Đúng chưa? Đúng ạ. Đấy, thì là cái hàm filter này là gì? Hàm filter này là một hàm giúp chúng ta lọc ra các cái phần tử nằm trong mảng gốc theo một điều kiện nào đấy. Ví dụ điều kiện ở đây của tôi là điều kiện là tìm ra số lẻ, đúng không? Lấy cái số phần, lấy cái giá trị của từng phần tử một chia lấy dư cho hai mà khác không thì chắc chắn là số lẻ rồi, đúng không? Thì khi mà thực hiện cái hàm filter này xong, nó sẽ trả về một cái tập, một cái mảng nữa. Cái mảng đấy được tách từ cái mảng gốc ra và tôi gán nó cho cái mảng ARR2 ở đây. Được chưa? Các em có hình dung ra được cái này không? Tôi có. Hiểu hàm filter rồi gì? Có ai không hiểu không? À, có cần giảng lại không? Không thấy ai nói gì, coi như hiểu rồi nhá. Được chưa? Thì ở đây chúng ta cũng vậy, chúng ta filter, filter cái gì? Filter là value.id, được chưa? Khác với đây là return, xin lỗi, return value.id khác với hero.id như này. Được chưa? Thế vậy thì chúng ta đang thực hiện cái gì? Dạ, chúng ta thực hiện là filter của cái mảng gốc ở đây, filter của cái mảng gốc ở đây và tìm tất cả các phần tử, các em nghe này, tìm tất cả các phần tử có ID khác với cái phần tử tôi vừa mới kích vào. Dạ, ví dụ như bây giờ tôi xóa cái nữ này đi, Wonder Woman xóa đi này, biến mất luôn đúng không ạ? Thì nó cái, bởi vì cái filter nó trả về một cái mảng, trả một cái mảng, ví dụ tôi vừa bấm số 2 thì cái mảng đấy nó sẽ bị mất số, trả được một cái mảng là có 1 và 3, nó sẽ mất cái thằng số 2 đi và tôi lấy luôn cái đấy gán lại cho thằng hero này, gán lại luôn cho thằng hero này, thì dẫn đến khi ở màn hình ấy, ngay lập tức nó render lại, nó sinh lại cái phần giao diện kia của chúng ta và nó biến mất ngay lập tức. Các em hình dung được không ạ? Thì đấy nó là cái sự kiện, kết hợp cái sự kiện xảy ra cũng như là chúng ta xử lý data với cái dữ liệu chúng ta đã có. Bây giờ các bạn test thử đi xem có chạy không? Chạy thử đi. On click ở ngoài này và gọi một cái hàm remove hero, truyền cái h vào luôn. Trong cái hero component.ts thì chúng ta tiến hành là this hero filter luôn. Với cái điều kiện là van ID khác với hero ID. Và chúng ta gán nó cho cái this.hero. Hôm nay nghe mệt thầy nhỉ? Nay nghe mệt nhỉ? Thời tiết ấy. Vâng. Ở Hà Nội nó đang mưa phùn. Mát mẻ kiểu này ngủ thích nhỉ? Thì em đang ở Hà Nội đấy. Chiều qua em mới chạy ra. Mày chạy ra đây để lây dịch à? Trốn dịch. Chiều nay tôi vào ra Mỹ Đình ấy, ra chỗ tôi chơi. Em ở ngay đấy mà. Hôm nay tôi sang nhà thằng bạn ở chỗ Phú Đô, làng bún Phú Đô nhậu. Thích thì chạy anh đây chơi. Không chắc lây cho cả làng thầy. Các bạn chạy được chưa các bạn ơi? Rồi ạ. Được chưa? Tất nhiên là cái này của chúng ta ấy, nó chỉ xóa tại thời điểm mà chúng ta làm thôi, bởi vì cái data này của chúng ta nó là data động, data tĩnh, tức là mỗi lần chúng ta reload lại nó trở lại bình thường. Được chưa? Chúng ta đang học cái action hoạt động trên cái màn hình đã nhá. Được chưa? Thế là chúng ta đã thực hiện xong cái hành động là xóa rồi đấy. Thế là xong xóa đấy, rất đơn giản. Được chưa? Tiếp theo nha, chúng ta sẽ làm một cái form để tiến hành là thêm dữ liệu vào trong cái danh sách hero này, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Ở phía trên thằng UL này tôi sẽ có một cái form, chẳng cần form là tôi có một cái div này có class là role, ví dụ như thế, role
Chúng ta có thêm là cái div có class là côn trừ 6. Côn trừ 6. Div form trừ group. Đây là tên anh hùng. Hero name đi. Hero name. Và có input time text và có class. Class bằng form trừ control. Không control. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái cái này là phải xem cái thôi gọi form control. Và chúng ta sẽ thôi để đấy đã, tí nữa chúng ta tính tiếp. Copy này. Wait này, wait này. À quên nhầm. À, xin lỗi các bạn, tôi đang viết sai style. Đây, chờ tí nhá. Label này. Đây, như này mới đúng này. Cái hero name này. Côn 3 to quá. Côn 3 này. Xong tiếp theo cái duplicate này lên. Đây là dưới ảnh này, ảnh của hero. Hero image, image. Còn đây là gender. Gender này của chúng ta thì sẽ là thẻ select. Đây, thẻ select. À, trong này có hai cái option, cái này có class. Option value 1 là nam. Value 2 nữ. Được chưa? Là một cái button. Center. Để được thêm. Dạ, nếu bạn nào không chép kịp thì tôi sẽ copy cái đoạn này cho các bạn nhé. Đây. Cứ gửi nó vào trong cái phần là chat. Không biết là có gửi được hết không. Không hết rồi. Như vậy thì đây. Các bạn vào đây để các bạn đấy. Bạn thích và đi xem có lấy được không. Có mở được cái file đi ra không. Tôi thấy ạ. Mở được đấy. Ok các bạn copy về cho nhanh. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ có như sau. Bây giờ tôi sẽ cần là khi nào mà tôi thay đổi dữ liệu ở trên này, ở trên cái form này, thì cái dữ liệu đấy sẽ được lưu vào một trong cái object mới. Được chưa? Lưu vào trong một cái object mới. Sau đó là khi tôi bấm cái nút thêm thì cái hero đấy sẽ được thêm ngay lập tức vào trong cái đống LI này. Được không ạ? Thế vậy bây giờ chúng ta sẽ làm như nào? Chúng ta sẽ xử lý như sau. Đầu tiên là trong cái component hero này, tôi sẽ tạm thời tôi gom cái hero này vào đã. Bây giờ tôi có một cái biến là add hero bằng một object rỗng với id bằng rỗng null, với name cũng bằng null, image bằng null luôn, và có cái giá trị mặc định của gender bằng 1. Ví dụ như này. Được chưa? Đây là add hero mới. Ok không ạ? Đây các bạn thêm cái phần này vào cho tôi. Đây là chúng ta đang tìm cách để quản lý được cái thông tin ở trên form.
Được chưa các bạn ơi? Rồi. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ lại tạo sự kiện cho từng thằng này một nhá. Ở đây chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta có sự kiện là Kiap. Dạ, chúng ta có sự kiện là Kiap bằng, dạ, bằng một cái function là để xem nào. Rồi, một cái function là hero name và truyền vào đây một cái dollar event như này. Cái dollar event này ấy, nó là cái sự kiện đang xảy ra cho cái thẻ input này. Giờ chúng ta add cái đoạn này vào giúp tôi đi. Sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu xem cái dollar event kia nó là cái gì. Kiap bằng s hero name đóng hoặc đô la event. Được chưa các bạn ơi? Rồi ạ. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ mở cái hero này ra. Mình sẽ vứt cái hàm s hero name và truyền vào đây là event. Chúng ta tiến hành là console.log ra cái event. Xem nó là cái gì. Đây, tab console này. Giờ, add hero name đóng ngoặc event, console log event. Bây giờ chúng ta thử nhá. Một số này. Giờ, chúng ta nhìn đấy, nó log ra cái gì? Nó là keyboard event. Được chưa? Key bằng 3. Giờ, chúng ta cần tìm cái target này. Cần tìm cái target và trong target đấy nó có một cái thuộc tính là thuộc tính tên là value. Đây, thuộc tính value này. Bây giờ chúng ta thử lại nhé. Một cái số khác. Bây giờ khác số đi. 3G. Dạ. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy trong cái keyboard event này nó vẫn có target. Target và trong target này có value là 3G. Tức là chúng ta đã lấy được giá trị của cái thằng hero name này rồi. Đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ có thể làm như nào? Với cái đống này. Chúng ta sẽ có this.addHero.name bằng với lại cái event.target.value như này. Dạ. Và chúng ta sẽ tiến hành là console log của cái this.addHero ra. Dạ. Bây giờ chúng ta thử nhá, thử xem như nào nhá. Đây, thiện th này. Bạn thấy là cái ID này, ID vẫn bằng null nhưng name đã bằng thiện th rồi. Đúng không ạ? Đây, name bằng thiện th này. Tôi viết vào đây mà. Tag này, poly. Dạ, thiện th poly. Dạ, gender vẫn bằng 1, image bằng null. Các bạn thấy không ạ? Nhìn thấy nó thay đổi chưa? Mỗi khi cái sự kiện kiap xảy ra thì cái đống code trong này nó sẽ được xử lý. Dạ. Các bạn check đi xem nào. Được chưa các bạn ơi? Có chạy không? Đâu hết rồi. Con này này buồn ngủ, đi ngủ hết rồi. Bật cam lên xem nào. Nhìn mặt xem có thằng nào ngu bị ngu ngu không ạ? Xem lại màn hình thì thôi. Thằng nào cũng ngu hết thầy ạ. Ngu hết à? Khó quá à?
Do phần này khó quá các em. Đâu rồi? Thằng nào bật màn bật cam lên nào? Lê Mạnh Cường đã bật cam lên. Đấy, toàn thằng mặt sáng sủa mà không chịu bật lên để làm gì? Tối mù mù mù. Thế chưa? Bây giờ nếu mà các bạn chưa hiểu nhá thì tôi sẽ mở lại cái Jamboard này ra, tôi sẽ chỉ lại cho chúng ta một chút. Đấy. Đây đây. Cái video của em bị làm sao, nó con này toàn lỗi thôi. Đó. Em nhìn nó đỏ hết, loạn xì ngấu hết lên, em chả nhìn thấy cái gì cả. Rồi, từ từ đã. Nhìn khó nhìn quá. Từ từ bình tĩnh đấy nhá. Đây, giải thích qua cái kia một chút đã, xong rồi sẽ quay lại cho sửa lỗi cho bạn. Đây nhá, chúng ta có HTML này. Dạ, đây là file .ts này. Dạ, hai file này như hôm trước tôi nói rồi. Data. Đây là data này. Data được viết ở đây, được định nghĩa ở đây. Thì nó sẽ được hiển thị ở ngoài này, thông qua cái đống này. Được chưa? Nhưng mà bây giờ nó có một cái chuyển ngược lại là sự kiện. Sự kiện. Sự kiện. Sự kiện là gì thì các bạn còn chắc là tôi nghĩ là ở trong code Java, các bạn học Java 2 hay Java 3 gì đấy về swing, nó cũng đã có cái sự kiện này rồi. Đúng không? Có nhớ không? Đúng rồi. Có. Đấy, thì cái sự kiện nó là khi mà chúng ta tương tác một cái gì đấy với màn, với các phần tử ấy, thì cái phần tử đấy nó được phép xử lý logic cho cái sự cho cái việc là nó nhận cái hành động đấy xảy ra với nó thì nó được xử lý cái gì. Đúng chưa? Thì sự kiện ở đây xảy ra thì một cái hàm ở trong này nó sẽ được chạy, và cái hàm này nó có quyền là làm sao nó thay đổi cái dữ liệu đang có ở trong cái file TS, và ngay lập tức cái thằng HTML này nó sẽ được generate lại cái dữ liệu đã bị thay đổi đấy. Đúng chưa? Thì ở đây chúng ta cũng làm y xì tệt như vậy, là ở cái file hero component này chúng ta có cái key bằng hero name gọi đến cái hàm là hero name ở trong file TS. Đây là cái hàm này, và truyền một cái $event. Cái này nó cái biến là sự kiện. À đâu, đây nó là chính là cái sự kiện đang xảy ra cho cái thẻ input, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ có gì, this hero name, tức là cái thằng ở trên này, this hero name này, name này, đây name này, được chưa? Bằng event target, cái event là sự kiện này, target là cái nơi xảy ra sự kiện, value là cái giá trị đang có của cái nơi xảy ra sự kiện, được chưa? Thì và chúng ta gán nó cho cái thằng this hero. Dạ. Và trong trường hợp nếu các bạn thấy cái này nó phức tạp quá, các bạn không thích làm như này, thì các bạn có thể làm như sau. Các bạn có thể sửa cái đoạn này như sau. Key on key up bằng này, fhero.name bằng với $event.target.value luôn ở ngoài này, không sao hết. Dạ. Dành cho những bạn mà không thích viết hàm, không thích viết hàm trong này, thì chúng ta hoàn toàn phải quăng mẹ nó cái hàm này đi. Được chưa? Quăng cái hàm này đi. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy nó là cái event target, à cái shero.name bằng event.target.value. Được chưa? Ở trên này tôi sẽ hiển thị ra đây. Shero dạng là json cho chúng ta coi xem là nó có thay đổi hay không. Được chưa? Bây giờ chúng ta coi nhá. Đây. Cái hero này, ID null này, name null này, emit null này, gender 1 này. Giờ tôi sẽ thấy này, hiện th, còn thấy ở đây nó thay đổi chưa? FPT Polytechnic. Đúng chưa? Thấy nó thay đổi ngay lập tức đúng không ạ? Thì chúng ta có thể làm một cách này, làm tương tự với cái thằng là ảnh ở đây, đúng không? Làm tương tự ở đây thì chúng ta có cái là on lại on key up bằng hero.image bằng event.target.value, nó vẫn thế. Tiếp theo thằng select này cũng vậy,
Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ có sự kiện khác dành cho thẻ select, đó là sự kiện onTrain. OnTrain bằng hero.gender gender bằng event.target.value. Được chưa? Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ ép nó sang kiểu số, thì là invalid của event target value. Được chưa? Ồ. Lỗi à. Sao lại không xử lý được nhỉ? Không ép được sang số rồi. Rồi ok, kệ nó đi. Tính sau. Đây nam này, nữ này, sang giá trị 2 này. Hero này, kiện PH đẹp trai. Limit là một cái đường dẫn ảnh. Ví dụ như Joker đi. Đây. Rồi copy cái đường dẫn ảnh này. Phang vào đây. Rồi chúng ta sẽ nhìn thấy cái limit này nó thay đổi thành cái đường dẫn. Được chưa? Các bạn làm thử cái đoạn này tôi coi nào. Đây, có nhìn thấy chữ không các bạn ơi? Có ạ. Được thế. Rồi ok các bạn, làm giúp tôi cái đoạn này xem nào. Viết theo cách không à, như vậy luôn à? Viết theo cách như này thôi, không cần phải viết hàm. Còn cái đoạn trên này là cái gì thì từ từ nhá. Cái đoạn này từ từ cũng thắc mắc, tôi sẽ giải thích sau, bởi vì cái này nó một cái kiến thức khác, nó là túp. Trời ơi, ngáo rồi. Trời ơi. Được chưa các bạn ơi? Xong chưa? Rồi. Ok. Thì bây giờ nhá. Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách làm sao đấy để cho có cái gọi là cái ID cho cái thằng này nữa. Cái ID nó phục vụ cho cái mục đích là mấy nữa để chúng ta tiến hành xóa đi, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ
cái phần phần button này này là chúng ta bắt buộc phải có một cái sự kiện cho nó. Cái chuyện này là chuyện bắt buộc, nó không thể nào mà giống như ở trên này được, bởi vì trên này chúng ta chỉ gắn giá trị thôi. Nhưng mà với cái button này ấy, thì khi mà chúng ta bấm cái button tương đương việc chúng ta đã có cái việc thêm dữ liệu vào trong cái mảng này rồi. Bây giờ cái mảng hero ở dưới này này, rồi đây cái mảng hero này, thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm một sự kiện cho nó như sau. On click bằng một cái function là add hero. On click của cái button này thì bằng cái add hero, được chưa? Bằng cái add hero luôn, cái hàm này là hàm add nhá, được chưa? Add new hero đi cho nó khác biệt, được chưa? Bằng on click của cái button thì bằng cái hàm add new hero, được chưa? Và bây giờ cái hàm này chúng ta sẽ viết ở trong đây, add new hero này thì sẽ bằng cái gì? Đầu tiên là chúng ta phải tìm ra ID lớn nhất, sau đó là sinh ra ID mới bằng ID lớn nhất cộng 1, ví dụ vậy, được chưa? Sau đó là chuyển cái giá trị của gender sang dạng số, được chưa? Và chúng ta là add thêm, cuối cùng là add thêm một phần tử nữa vào trong mảng heroes này. Dạ. Thì bây giờ tôi sẽ có như sau. À, để coi nào. Tôi sẽ có là max ID bằng 1 đi, ví dụ thế. Được chưa? Để let max ID bằng 1. Sau đó tôi sẽ có là this.heroes.h, đây là function value phải index. Dạ. Thì chúng ta sẽ có như sau. Nếu cái value.id mà lớn hơn hoặc bằng cái max ID thì cái max ID nó sẽ bằng cái value.id luôn. Đó, thì chắc chắn là sau cái vòng lặp này là chúng ta đã biết được cái ID lớn nhất rồi, đúng không ạ? Thì đây là cái vòng lặp for each, là chạy qua từng phần tử một ở trong cái mảng này, trong cái mảng hero kia, và tìm ra được cái ID nào là cái ID to nhất, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ có là ở đây max ID bằng 0 đi, cho mẹ bằng 0 đi, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ có là let new ID bằng max ID cộng 1, rồi cộng max ID, được chưa? New ID bằng max cộng max ID. Hoặc là chúng ta có thể làm như sau này, this.fhero bằng một cái object như sau. Bằng một cái object là ID thì bằng với lại cộng max ID. Dạ. Gender, à quên nhầm. this.hero.id. Nó sẽ bằng với cái này. Nó sẽ bằng với cái này. Nó sẽ bằng cộng max ID này. Sau đó this.fhero.gender bằng in của cái fhero.gender này. Ủa không được. Chờ chút nha, để tôi xem f kiểu trong cái Angular này gì. Angular cast in value. Pass in của thằng này.
argument of time number is not assigned to parameter time. Gender là number này. Dạng number mà thầy dùng cái number ấy thầy hả? Được, thầy dùng number number à, được rồi, được luôn, ok. Cảm ơn bạn nha. Đấy là chúng ta sẽ đây cái ID mới này, ID mới nó sẽ bằng cái lớn nhất cộng 1 này, chuyển giá trị của gender sang dạng số này. Đây, và chúng ta tiếp tục là add thêm một phần tử nữa vào trong mảng heroes, thì chúng ta có this.heroes.sc.push cái push cái this.sHero vào. Sau đó chúng ta push sHero nó là một object this.hero. This hero nó là một mảng mà. Từ từ nha. Kiểu dữ liệu này là một cái array. Array. Đi đi. Rồi. Chúng ta sẽ push cái this s hero này vào trong cái mảng hero này. Dạ, tôi nhớ là cái array nó như này mà. Array. Array đóng mở ngoặc. Any. No. Array any. Sau đó chúng ta push cái thằng s hero vào. Dạ. Và cuối cùng là chúng ta reset lại cái thằng s hero bằng cách là this.sHero lại bằng cái mảng rộng, bằng cái mảng cơ bản ban đầu của chúng ta là cái mảng xuất phát điểm ở đây. Dạ, bây giờ chúng ta xem nhé. Cái máu pool này, chắc nó chạy rồi đấy. Đây, sẽ test thử. Copy image address này. Ví dụ đây là Joker image hướng dẫn này. Nhân đổi là nữ, bấm nút thêm. Đây, wow. Cái ảnh không có, chắc là cái ảnh nó bị sai gì đấy. Copy image address này, đây rồi. Joker này, ảnh này, chữ này, thêm này. Ơ, sao không thêm được ảnh nhỉ? Chứng tỏ tôi sai đâu. sHero.image à, img nhé. Img, xin lỗi các bạn. Trong này phải là img này. Rồi, sorry các bạn. Đi đây. Image null. Rồi, đây. Joker này, ảnh này. Am luôn đi, thêm này. Đây, bây giờ Nam đây, Joker đây, thêm một cái hero khác đi là Phoenix. Mic viết như nào nhỉ? Đây. Copy image address này, về từ đây này. Xong này, rồi copy phonix nữ này, thêm này, đây phonix nữ này, dạ, giờ xóa, dạ, thế đây, các bạn ép cái phần tử kia vào giúp tôi, xem là có được không, ép thêm một hero mới vào trong cái danh sách kia, sau khi chúng ta làm cái chức năng xóa rồi, thì bây giờ đến cái chức năng ép mới. Thì các bạn add vào nhé. Ở trong thằng TypeScript này nó có một vài cái chúng ta lưu ý là cái
cái kiểu dữ liệu của một cái biến ấy, thì chúng ta cũng phải đặt nó rõ ràng ra. Thì cái này tôi hôm trước tôi chưa dạy, thì tạm thời các bạn chưa cần phải để ý cái đấy lắm, nhưng mà các bạn thêm cho tôi cái 2.s array any này vào đây giúp tôi. Mấy nữa chúng ta sẽ học lại thêm về cái TypeScript, ôn lại về TypeScript, và chúng ta sẽ có cái code của chúng ta nó chặt chẽ hơn so với trước. Thì báo cháy ấy. Đây thì các bạn thêm cho tôi cái hàm add hero này vào để chúng ta có thể thêm được cái hero mới vào trong cái danh sách hero cũ kia. Ở trên là thêm array any hả thầy? Ừ, ở trên em thêm giúp tôi cái đoạn này vào. Đây, đoạn code của chúng ta đây. Em có thể mở thêm một chút được không ạ? Ừ. Em là buổi trước vẫn chạy được, nhưng mà sau buổi này em ghi cái NG server cái gạch open ấy, thì nó báo là lỗi gì gì đỏ đỏ ấy, em không biết. Không chạy được lên localhost ạ. Share đi em, share màn hình đi xem nào. Vâng, đợi em một tí. Đấy. Thầy nhìn thấy chưa? Thầy đang xem. Dùng lỗi ở tôi rồi. Em bật cây thư mục lên xem nào. Đây thư mục đây. Em phải bung cái thư mục Angular demo cái ra kìa. Đấy, xong em mở CMD ở đây đi. Em search đi xem nào. Trừ trừ o rồi. Cái kia này bạn dùng PowerShell nó bị vậy. Không phải PowerShell bị thế đâu. Em mở lại cái Visual Studio đi. Tôi chỉ cho. Tắt ra mở lại à thầy? Không không, không phải tắt đi gì cả. Em mở cái Visual Studio của em ra. Đây, à. Đây là compile rồi đúng không? Nó chạy rồi đúng không? Vâng, đang compile. Em có nhìn thấy cái icon ở dưới cái ở cái trên cái kính lúp không? Đây à? Đúng rồi đấy. Em để ý này. Như chưa tab vào Angular demo kìa. Chưa CD vào. CD vào. Em đã CD vào trong cái project của em đâu. Cái CD em nhìn vào PS nha, PSC ở dưới terminal ấy. PSC 2.sược Angular. Ở dưới cái terminal cơ mà. Ông gõ lại câu lệnh đi. CD tab cái vào Angular demo. Cái dòng chữ màu trắng này kìa. Ở chỗ terminal ấy. Đâu? Đấy, ừ. Ở cái dưới chỗ cái console lúc ấy. Chỗ nào là chỗ terminal? Em vẫn chưa nhìn thấy ạ. Chỗ ông gõ lệnh ấy, chứ không phải chỗ ông nữa đâu. Chỗ cái đang báo cái bảo, cái đang báo một đồ đỏ kìa. À đây. Đấy, gõ đi CD đó. Vào. Em xóa đi, em xóa cái NG đi, em để ý này. CD cái thư mục của cái pause, cái terminal nó đang trỏ vào ấy là thư mục Angular. Em hiểu được không? Vâng. Nhưng mà vâng. Cái thư mục code của em ấy nó lại là cái thư mục Angular trừ demo ấy kìa. Vâng. Đấy thì bây giờ em CD vào Angular trừ demo đi. CD cách tab cái nữa, tab vào Angular. Tab cái. Đấy, enter xuống.
Đấy rồi bây giờ em mở cái CMD cái ra. Em mở cái CMD của em ra đi. Đây à? Bây giờ đang chạy lỗi rồi đúng không? Tức là nhưng mà ít nhất nó đã chạy rồi đúng không? Vâng. Rồi em Ctrl C đi. Ctrl C đi, yes, xong tắt nó đi. Rồi tắt nó đi. Bây giờ em chạy lại NG cách serp cách trừ trừ open. Ở đây là thì nó mới chạy được bởi vì em mở có đúng đúng project đâu. Gì đây? Sao thằng này không chạy nhỉ? NG cách serp cách trừ trừ open. Thế chứng tỏ là cái terminal của thằng này không chạy rồi. Đổi cái boy xe đi ấn kìa. Dấu cộng ấy, ấn ấn vào dấu cộng rồi ấn vào dấu cộng có ấy. Cái chọn ấy. Chọn cái CMD ấy. Đấy, select default cell. Select default cell kìa. Đấy, command chrome, enter. Enter luôn. Enter luôn là được. Rồi. Hình như vẫn bao cell sao? Tắt đi bật lại là được. Tắt đi bật lại, tắt cái visual đi. Đây CMD rồi. Rồi, em CD lại vào trong cái thư mục Angular Demo đi. Đây là gì nhỉ? Em quên mất rồi. Tab là được. Tên project của em là gì? Angular trừ Demo, đấy, đúng rồi, enter xuống, rồi. NG cách serp cách trừ trừ O. Rồi kệ nó đang chạy đấy. Dạ vâng. Cốt của em bị sai kìa, ở trên dòng 6 ấy. Cái file hero component.html ấy. Vâng. Em bỏ dấu hai chấm ở trước cái key up đi. Đấy. Xong rồi ở trong cái cặp dấu ngoặc nhọn à, hoặc cặp dấu ngoặc kép ấy là s hero chấm name chứ không phải s hero name chấm name. Đúng rồi. Ở dưới cũng vậy. Vâng. Object em viết ra làm sao thì bây giờ mình cứ dùng cái đúng cái tên object thôi. Vâng. Được chưa? Vâng ạ. Thế bỏ comment mấy cái dòng dưới đi. À không comment em đấy là có lý do cả. À rồi ok. Làm nào làm. Dạ vâng ạ. Cảm ơn. Từ từ đã chưa xong. Mở cái lên cho nó báo lỗi cái gì, đang lỗi kìa. Ơ? Báo lỗi. Đang lỗi gì? Mở cái terminal lên xem nào. Đây. Để đọc đã. Kéo lên trên xem nào. Từ từ nha. Property add hero name do not exist on type hero component. Input add hero name bằng event target value. Em nghĩ phải chạy lại tại vì cái này có dấu hai chấm. Ờ. Đấy mình xóa rồi đúng không? Vâng. Rồi, chạy lại đi nào. Không như bình thường cái code này là nó lưu phát em xóa mấy cái dòng từ dòng 8 đến dòng 18 đi xem nào. Dòng 17 thôi nhá, 17 thôi. Lưu xuống. Cho nó có chạy lại không? Không. Xóa nó tự chạy luôn thầy. Bình thường nó sẽ tự chạy luôn, em xóa luôn dòng 7 đi xem nào. Bỏ hai cái dấu trừ trừ đấy đấy đúng không? Lưu xuống. Không chạy à? Không. Thế em Ctrl C đi, Ctrl C đi xong build lại đi. Rồi xong bấm dấu mũi tên lên trên ấy, dấu mũi tên lên trên ấy. Cái gì? Nữa đi, nữa đi, nữa đi. Đấy, rồi enter xuống. Theo đó còn báo lỗi gì nữa không? Ừ. Đây được rồi. Ừ. Rồi nha. Dạ vâng. Bạn khác đi, có bạn nào lỗi nữa không?
thêm được xóa được là không lỗi đúng vậy hả? Thêm với xóa được. Thôi mình đã làm sửa đâu là không được, là không còn lỗi đúng không em? Thêm, thêm được rồi. Vâng ạ, được chưa? Các bạn làm hoàn thiện giúp tôi cái phần này đi. Bây giờ các bạn thử nghĩ xem có cách nào để mình gọi là làm phần sửa được không nhỉ? Ví dụ bây giờ nhé, ví dụ này, ví dụ chúng ta sẽ có thêm một cái nút sửa ở mỗi một cái dòng, thằng này là một cái dòng nữa, đúng không? Đây, tôi sẽ tiến hành như sau. Xóa đi này. Bây giờ ở mỗi cái dòng này của tôi sẽ thêm một cái nút nữa là nút sửa. Edit Hero. Edit Hero có class là info. Info đây là nút sửa. Được chưa? Edit Hero này phải thêm vào đây. Rồi. Đây, thêm nút sửa vào. Rồi, bấm vào nút sửa này. Thì cái dữ liệu ở trên cái code của chúng ta ấy, dữ liệu đây này, nó sẽ được đẩy lên trên này. Có cách nào làm được không? Có cách nào làm được không? Các bạn học web 4, web 5 rồi, bây giờ gán giá trị cho một cái thẻ input. Thì bây giờ mình sẽ làm như nào? Bây giờ tôi muốn gán giá trị cho một thẻ input ở đây. Thì tôi sẽ làm như nào nhỉ? Ô, đâu hết rồi? Lặn hết rồi à? Gán giá trị cho một thẻ input. Thì giờ sẽ làm như nào? Cái này có đâu kêu mình ba ID được không thầy? Không em ơi. Không làm được thế đâu. Giờ làm nào? Long. Em à? Ừ. Thì value đấy thầy. Đúng rồi. Đây nhá. Nếu các em muốn gắn giá trị cho một phần tử ở một cái thẻ input thì đơn giản thôi, ví dụ như ở đây mình sẽ là thuộc tính value bằng đây chứ quên thuộc tính mà đây thuộc tính value thì nó sẽ bằng với s hero chẳng hạn chấm name thử này xem có được không nhá. Bây giờ thì tôi sẽ thử cái s hero chấm name này, nó sẽ bằng giá trị là superman. Dạ, superman đây chúng ta thấy này, nó ra ngay lập tức này. Đã hiểu cái gợi ý của tôi không? Có hiểu cái gợi ý của tôi là muốn làm gì không? Hiểu. Bây giờ chúng ta sẽ làm như nào tiếp? Với cái hàm edit hero này, chúng ta sẽ định làm gì? Rất đơn giản đúng không? Chúng ta có là this.shero bằng cái hero mà nhận được từ cái nút edit luôn, đúng không? Bây giờ chúng ta xem này, xem nhá. Batman này, Wonder Woman này, Loki này, hiểu ý của tôi chưa? Rồi à. Hiểu ý tôi muốn làm gì hiểu chưa? Ấy. Hiểu đó. Rồi ok, các bạn làm đi, xem nó như nào. Cho chúng ta 10 phút để làm nhá. Được không? Đây coi như là bài lắp 1. Nha. Quá dễ luôn.
Thằng Long tìm cách lưu vào đi em. Lưu cái ít nào làm. Vâng. Không dễ đâu. Ăn được của thầy là dễ. Xong chưa? Phin được data vào trong cái form chưa? Được rồi. Thế về cái select thì làm, các em làm như nào? Với cái thẻ select ấy. Đến phần này thì dễ rồi đúng không? Ở đây thì chúng ta cũng lại copy lại cái này thôi. Đây. Cái này thì tương đối dễ. Ở đây chúng ta có IMG này. Nếu mà thích nữa, nếu mà trong trường hợp chúng ta thích thì chúng ta có một cái clip ở đây. Clip ở đây. Có clip thôi được. Clip có IMG,
IMG có thuộc tính RC. Thuộc tính RC nó bằng S hero.img đúng không? Có class bằng đây có cái tôi sẽ để phone trừ class role. Class role này ở đâu? Ở class role deep phone trừ 6 offset trừ 3. Đây. Phát bằng img trừ root à? Đây. Đây, như này đúng không? Nhưng mà còn cái phần gender này chúng ta xử lý như nào nhỉ? Theo các bạn đang xử lý nó như nào? Có ai xử lý cái phần gender này chưa? Đào. Dạ. Em xử lý cái phần lựa chọn cái option này như nào? Em chưa làm, thế nãy giờ em bị lỗi, chốc em xem lại, em đang bị ngóng ngáo rồi. Đây, phần gender này nhá. Thì chúng ta sẽ có là sử dụng ng if sao này, ng if này bằng đúng không? Nếu mà sao ng if bằng bằng cái gì nhỉ? S hero.gender bằng bằng 1 thì chúng ta sẽ có cái selected. À cái này cũng chưa được. Selected. Đúng nhỉ? Hình như thế. Hình như tôi sai, phần này tôi đang sai. Gender khác một. Khác một thì selected ở đây. Có vẻ cũng không đúng đâu. Phần này tôi đang làm cũng không đúng đâu. Cứ thử xem sao. Đây, nữ nam. À đúng rồi. À nó chỉ có nam thôi, không có cái thằng còn lại. Để xem có cái nào không. Chờ tôi chút nhé. Angular. À quên, cái này nó có value mà. Đây select này. Value bằng hero.gender. Bỏ cái đoạn này đi. Thử qua. Nam. Thử này. À được rồi. Đây thì các em cũng phan cái value này cho thằng select thì là nó sẽ tự compare cái giá trị value của các option của nó cùng với lại cái giá trị gender ở trong cái thuộc tính value này thì nó sẽ tự lựa chọn luôn là cái chọn nam hay nữ của cái đống đây, ví dụ đây lên nữ luôn này. Yeah, đây lên nam luôn này. Yeah. Đó. Được chưa? Các em sửa thêm những cái thằng này vào nhá. Đây, ba cái này, 1 này, 2 này và 3 này là được. Được chưa? Còn bây giờ thầy cho mình xem cái hàm update hero bên kia. Hả? Xem cái hàm update hero. Hàm edit hero á? Hàm edit hero. Đây gì? Đây em đỡ phải viết hàm này. Em đỡ phải viết hàm luôn nhá. Thì tôi sẽ viết như này luôn để cho em đỡ phải viết hàm này. This à quên nhầm. F hero bằng với lại h. Thế là xong. On click thì F hero bằng h. Được chưa? Xong luôn. Kết quả tương đương. Đấy, thì em đỡ phải viết cái hàm edit hero này. Được chưa?
Được chưa các bạn ơi? Thấy là thông tin của cái form nó được cập nhật chưa? Bây giờ chúng ta sẽ làm cái chức năng là lưu sửa nhá. Được chưa? Chúng ta sẽ làm cái chức năng lưu sửa. Thì sẽ làm như nào? Vẫn là cái button này thôi. Vẫn là cái button đây là cập nhật. Cập nhật đi. Được chưa? Vẫn là một cái button này thôi. Tuy nhiên chúng ta sẽ có những cái action khác nhau dành cho cái việc là thêm hoặc là sửa. Ví dụ như sau. Bây giờ ở trong này vẫn là cái hàm add hero này nhá, vẫn là cái hàm add new hero này. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có như sau. Nếu trong trường hợp đây là kiểm tra này, nếu cái ID của nó mà khác không thì sẽ là cập nhật. Đúng không ạ? Nếu bằng không thì là thêm. Đúng không? Thì chúng ta sẽ có như sau. Nếu cái this.addHero.id mà bằng với không thì cái đoạn này cái đoạn này của chúng ta này thì sẽ được đưa vào trong cái cặp ngoặc này. Đúng không? Còn else thì bây giờ chúng ta sẽ phải tìm trong cái đống mạng hero này xem cái nào nó khớp cái ID thì chúng ta cập nhật thông tin. Đúng chưa? Thì chúng ta có như sau. Inter hay index nhỉ? Chờ tôi một chút, tôi search cái JavaScript này. Array file index. Đây, hàm file index, nó có hàm file index này. Last. Rồi, ok. Thì bây giờ tôi sẽ có là let index bằng this.heroes.fileindex. Được chưa? Trong này tôi có một function. Đây là value. Tôi sẽ có là return value chấm id bằng với lại cái this chấm f hero chấm id và tôi tạm thời tôi dừng lại ở đây. Tôi sẽ tiến hành là console chấm log ra cái index thử xem sao nhé. Đây tôi chọn thằng này này, tôi bấm bật F12 lên, tôi bấm cập nhật này. Lỗi rồi. Add hero of undefined dòng this.add hero. Đây chúng ta sẽ phải làm cái khác. Let g add hero bằng this.add hero. Ở đây chúng ta sẽ có cái này. Sai rồi. Ai già rồi xem nào. z.hero.forEach function value index nếu cái van.id bằng với gf hero.id thì cái index thì let index bằng -1. Chúng ta sẽ có index bằng với lại index kia
ta break. Ở ngoài này console log ra cái, ủa sao hôm nay không có break nhỉ? Thử cái một này, hai này, thì mình index rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ có như sau là this.heroes ở index số index vừa tìm được bằng cái shero luôn, this.shero hoặc là gshero luôn được này. Và chúng ta đều làm cái mới hay là sửa thì chúng ta cũng đều có cái return lại cái giá trị của thằng shero này. Dạ, đây bằng null đó. Bây giờ chúng ta thử nhá, đây tôi sẽ sửa lại cái thằng, sửa lại cái thằng này đây. Được chưa? Wonder Woman này 123 này. Được chưa? Ảnh tôi sẽ kiếm một cái ảnh khác, ảnh tôi lấy luôn cái ảnh này đi. Đây, ảnh tôi copy luôn cái ảnh này ra. Đó, cập nhật. Đây, Wonder Woman 123 nữ này, ảnh này, nó sang cái ảnh khác. Dạ, sửa cái nữa. Đây là Joker. Nam, cập nhật này. Dạ, nhưng mà hình như là nó đang sửa ngay lập tức tại cái, tại cái thời điểm này. Thì cái này, việc này chúng ta sẽ tính sau nhé. Kệ nó, không sao à. Được chưa? Thì đây nó là cái phần sửa, sửa thông tin. Sửa của cái object kia. Hoặc là nếu mà trong trường hợp mà theo tôi đang thấy là nó không cần cái việc ấy luôn ấy. Return. Đấy, nó lưu luôn. Nên là tôi không cần thiết phải phải làm cái việc là check trong trường hợp là sửa nữa, nó tự động nó làm rồi. Tôi chỉ việc làm mỗi cái việc này thôi là xong. Thì đấy là cái phần thêm sửa xóa cho một cái mảng hero của chúng ta. Thì các bạn có thể check lại giúp tôi xem là các bạn có nắm được những cái gì chúng ta đang làm hay không. Nếu mà không hiểu đoạn nào thì chúng ta báo lại, hoặc là đang bị lỗi ở đâu thì chúng ta báo lại để tôi có thể là support cho chúng ta. Bởi phần này nó khá là lằng nhằng, nó bắt đầu lằng nhằng lên rồi, cho nên là chúng ta cần phải hỏi luôn nhá. Nếu mà ai có vấn đề gì hỏi luôn. Bây giờ có ai có vấn đề gì cần hỏi không? Đâu hết rồi. Ra xem lại cái phần đằng sau L. Phần nào em? Thầy mở lại code đi thầy. Mở lại code phần L sao? L á? Tôi xóa code phần L rồi. Xóa code phần L rồi, bởi vì nó đã cập nhật luôn trên form rồi. Form nó, các bạn bấm vào nó sửa nó cập nhật luôn rồi. Nên là phần L thầy vứt code lên Git đi, anh đọc qua là. Rồi thì cho code lên Git nha. Đây. Rồi, được rồi đây. Tôi gửi link ở trong phần chat các bạn nhé. Hãy xem đi, xem có vấn đề gì không. Và không hiểu cái dòng nào thì phải nói ngay. Được chưa? Thì tôi còn giải thích. Rồi, tranh thủ điểm danh nhé.
Rồi, điểm danh các bạn nhé. Thân Văn Hoàng online không? Ngọc Tiệp Tiệp có rồi ạ. Chat lên em ơi. Vâng. Hoài Nam, Nguyễn Hoài Nam, Trần Văn Đức có. Chat lên. Chat lên phần chat này nè. Rồi. Phan Văn Quang. Vũ Quang Huy. Đinh Văn Quang. Trần Quang Đạo. Hà Phương Nam. Hoàng Minh Hải. Nguyễn Xuân Bình, Tăng Văn Trinh, Phạm Văn Nghĩa, Lê Công Anh, cùng online luôn, Phạm Đức Trung, Bùi Hải Minh, rồi, Lê Tiến Huy, Nguyễn Đức Văn Tú, Vũ Hồng Quân, Nguyễn Như Quang. Trong lớp này toàn con trai vậy. Phạm Long Nhật, Nguyễn Ích Tài, Trịnh Hoàng Quân, Cao Văn Hoàn, Bùi Việt Anh, Phạm Trung Hiếu, Lê Đức Quân, Lê Mạnh Cường, Nguyễn Như Phương. Rồi, những bạn sau chưa có điểm danh này, Thân Văn Hoàng này, Trần Văn Phan, Phan Văn Quang này, Nguyễn Xuân Bình, Phạm Văn Nghĩa, Lê Công Anh, Vũ Hồng Quân. Hết. Rồi. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn một cái đề bài. Gì đây? Bình có kìa thầy. Bình đâu? Chat lên thế nào? Nguyễn Xuân Bình. Xuân Bình. Ok. Cập nhật rồi nhé Bình nhá. Bây giờ các bạn xem cái vừa rồi và chúng ta sẽ tiến hành làm cho tôi một component mới. Dạ, đây sẽ là đề bài lab của chúng ta. Đây, classwork này. Cần nộp lên LMS không thầy? Nộp lên đây thôi, không cần LMS đâu. Lab 1, tạo ra component mới để quản lý thông tin của các skill của các trưởng đi. Ồ, được rồi. Của các địa danh. Dạ. Ví dụ như là trường Howard hay là chỗ nào đấy, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng gì đấy cũng được, tùy các bạn. Được chưa? Địa danh này gồm các thông tin sau. Mã ID này. Xuống dưới là tên địa danh. Tên địa danh, hình ảnh của địa danh. Diện tích. Cái gì nhỉ? Đã được thì diện tích này, ID, tên địa danh này, ví dụ như là tôi muốn có danh hiệu một sự kiện gì đấy,
sự kiện có gì cứ lịch sử thì viết viết tách đi, tách được là cái lịch sử của địa danh, viết tách nhá, em viết tách vào đấy đấy, và danh nhân tiêu biểu, danh nhân tiêu biểu tên là gì, cái tên danh nhân tiêu biểu, tên danh nhân tiêu biểu, hình ảnh, năm sinh, năm mất. Đó, thì các em thực hiện hiển thị danh sách, thêm, sửa và xóa thông tin, thông tin của địa danh, được không? Cái bài này liệu quá sức không? Tối ngày mai nộp nhá. Cho nên địa danh này còn tên danh nhân tiêu biểu là sao thầy? Ví dụ như Hà Nội thì có ông Lý Thái Tổ. À. Nghệ An thì có ông Nguyễn Kim Cung. Hiểu không? Vâng vâng. Đấy thì mình tóm lại là mình vẽ ra một cái bài toán để chúng ta có cái để luyện tập. Mà, em hiểu chưa? Vâng em hiểu. Thế thôi, nó có gì đâu. Rồi. Đấy nha, tối ngày mai nộp nha. Làm luôn trên cái StackBit kia, nộp mỗi link thôi phải không thầy? Ừ, đúng rồi. Làm nộp mỗi cái link cho tôi rồi. Vâng, vâng. Thông minh, hiểu nhanh ấy. Thầy cho cái link vào đấy luôn đi thầy, không có nhiều bạn là không biết link gì đâu. Đây. Thầy. Cái Angular này viết ở trên sandbox cũng được thầy ạ. Thầy ạ. Ờ viết đâu cũng được. Tóm lại tôi cần một cái link để bấm vào đấy tôi chạy được luôn. Được chưa? Đỡ vắt. Ờ đỡ phải cài cắm cái này mệt lắm. Nha. Đấy rồi, còn bạn nào thắc mắc gì về cái nội dung bài ngày hôm nay không? Vẫn cứ quanh quẩn ở trong cái chuyện là component thôi chứ chưa vượt cái gì ra ngoài cái đấy cả. Còn chưa xong nhá, chúng ta sau này sẽ còn học thêm component cha con và hai thằng component cha con này truyền dữ liệu, truyền data cho nhau như nào nữa cơ. Nên là cứ thong thả làm trên một component đã, xong rồi mấy nữa chúng ta bóc tách riêng nhá. Sẽ còn nhiều thứ. Được chưa? Còn bạn nào có vấn đề thì hỏi luôn đi, hoặc là chưa hiểu đoạn nào thì hỏi luôn đi để tôi giải thích. Có ai có vấn đề gì không? Không ai có vấn đề gì à? Thì các bạn lưu ý nhé, trong cái phần classroom của lớp mình ấy thì các cái video tôi đã đẩy lên rồi, kể cả của lớp mình, kể cả những cái bài hướng dẫn của thầy Đạt ở lớp khác cũng đưa hết vào đây, kể cả slide cũng đưa vào đây. Thì chúng ta cố gắng theo dõi và cố gắng luyện tập thật nhiều vào thì dần dần chúng nó sẽ thành cái kỹ năng. Và ngoài ra đừng có quên là chúng ta còn có một cái phần nữa là học về TypeScript. Vì cái này nó sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều sau này khi mà các bạn đi làm. Vì thằng TypeScript này sau này ví dụ code React nó cũng có thể dùng TypeScript được. Đấy, cho nên là nó sẽ là một cái công cụ rất là hữu ích cho chúng ta trong thời gian tương lai. Được chưa? Còn nếu bạn nào không có bạn nào hỏi gì nữa thì thôi, chúng ta dừng ở đây nhá. Tôi chưa thấy cái bài thầy up lên thầy. Bài nào em ơi? À, cái đề bài vừa rồi. Có ở đây có nhá. Đây nhá. Em vào phần classwork này. Nhìn chưa? Đây em. Đấy xong em vào handy em gửi lên thôi. Ok. Ok nhá. À, hạn là đến tối mai thầy. Hạn đến tối mai. Vâng. Ok nhá. Rồi ok, chào các bạn. Okay. 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 Okay.